biên bản hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long từ ngày 14 đến 18 tháng 4 năm 2024. Tham gia hội nghị có Đức Hồng Y Phê Dô Nguyễn Văn Nhơn và 29 giám mục đang phục vụ tại 27 giáo phận tại Việt Nam. Biên bản hội nghị như sau. Trong hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón và lắng nghe chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Mazet Zalewski, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Mazet đã chia sẻ về kết quả chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Tổng Giám mục Paul Zichak Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, những hy vọng về mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Dự kiến chuyến thăm Việt Nam của Đức Hồng Y.P.E. Chopa Jolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và khả năng viếng thăm Việt Nam của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài cũng cập nhật một số thông tin của Tòa Thánh trong thời gian vừa qua và một số thủ tục hành chính cần lưu ý. Trong hội nghị, Hội đồng Giám mục đã 1. Lắng nghe thông tin về các bước chuẩn bị cho kỳ họp Đại hội lần thứ 2 của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2024. 2. Phê chuẩn bản dịch Việt ngữ các sách ngôn sứ theo đề nghị của Ủy ban Kinh Thánh. 3. Thảo luận và định hướng áp dụng các quy tắc đạo đức ứng xử trong mục vụ liên quan đến trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. 4. Thiết lập tiểu ban tư vấn bảo vệ trẻ vị thành niên trực thuộc Hội đồng Giám mục và trao cho Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giám mục Giáo phận Nha Trang làm trưởng tiểu ban. 5. Đề cử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, làm Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam thay cho Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. 6. Thảo luận và ban hành những quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn giáo hội Việt Nam. 7. Thảo luận và biểu quyết nâng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam tại sở kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam. 8. Thảo luận về trung tâm bồi dưỡng giáo sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và tuyên ngôn Fiducia Supplican của Bộ Giáo lý Đức tin. 9. Lắng nghe chia sẻ về hoạt động của các ủy ban giáo dân, ủy ban mục vụ di dân, ủy ban loan báo tin mừng và văn phòng đối thoại liên tôn. Hội đồng Giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 20 tháng 9 năm 2024 tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, Giáo phận Phan Thiết. Hội nghị kết thúc trong niềm vui cùng Giáo phận Vĩnh Long khánh thành Trung tâm Mục vụ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2024. Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long ngày 18 tháng 4 năm 2024. Tổng thư ký đã ấn ký Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Cảm ơn cộng đoàn đã theo dõi video.